Dạ, em xin được gửi lời chào đến toàn thể mọi người. Còn đây thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu những cái mặt hàng trên đây. Em sẽ giới thiệu lần lượt theo thứ tự đây. Mọi người quan tâm đến cái mặt hàng nào thì có thể tua nhanh đến để theo dõi. Và còn để đặt hàng thì xin liên hệ với em theo hai cái số điện thoại ở trên cái tên của cái video đây. Rồi còn giá các mặt hàng trên nó chưa có phí vận chuyển nữa. Đến đơn hàng nào mà chuyển khoản trước ấy, thì em sẽ bao phí ship ấy. Còn đơn hàng mà ship code thì em không bao ship ạ. Đấy, rồi em xin được đi vào chi tiết luôn. Còn đây là mã 1 ạ. Đấy, mã 1 thì hai cây tô vít holo của Vietcell. Hai vít holo, mũi là mũi trừ 6. Mũi trừ 6 và PS2. Đấy. Trừ 6 mũi PS2. Hai cây này thì cái thân này nó 6 ly. Chiều dài mũi nó 10 cm, còn chiều dài tổng nó là 20 cm. Ok. Rồi, còn 5 châm nữa đấy. Ok. Cặp tô vít mã 1. Mã 1 là 130. Ở trên thân này thì nó có chữ Vietcell nhỏ ở trong này. Vietcell xíu. Đây, chữ ra bàn nhé. Đây, chữ ra bàn nhỏ đây. Đây. Ở. Mã 2. Mã 2 một cặp tôi viết chui đóng á. Ok. Cặp này thì của Tôn. Rồi, đây, cặp của Tôn chui đóng. Đó, mũi này mũi trừ 5,5. Cái này là 5,5 ly và mũi PS1. Mũi hai cây này thân này nó 5 ly rưỡi. Chiều dài mũi nó là 7,5 cm. Còn đây là 10. Rồi, 16,5 cm. Đó, cái dấu trừ đây thì người ta là họ dập bằng vào chứ không phải bị mài hay gì được. Ok, rồi. Là cặp mã 2 này, mã 2 giá 120. 5 châm nữa. Cặp mã 3 là mã chui cũng chui đóng, hai cây chui đóng. Hai cây này thì nó cây hai cây dấu cộng cả. Hai cây này của Sun Flat đấy. Đây, Sun Flat ra bàn. Made in Japan. Đó, hai cây chui đóng. Mũi là PS1 và PS2. PS1. Và mũi PS2. Rồi cặp này cây nhỏ đây nó dài 16,5, mũi nó là 7,5 cm. Đây 21, mũi nó 10, 10 cm. Rồi, đầu 5 chân nữa. Ok. Rồi, mã 3 120. Đây mã 4 nữa. Mã 4 này cặp tô vít của Vietcell, hai cây holo luôn. Hai cây này cũng chui đóng. Hai cây Vietcell, hai cây này thì cái phần mũi này nó dài là 15 cm, còn chiều dài nó 25 cm. Mũi trừ 6. Trừ 6 và PS2. Okay. Rồi, 5 chân nữa. Ok. Rồi, cặp mã 4 đấy. Mã 4 này 150. Rồi, đây mã 5. Mã 5 hai cây chui đóng về sale nó. Về sale.
Đây, cái này Viettel ra ban. Đây, đây. Đây, hai cây này thì cái mũi nó là mũi trừ 8. Cái này là 8 ly. Đây, mũi 8 ly và pH 3. Đây, mũi pH 3. Rõ thân này nó 8 ly. Hai cây này cái thân nó 8 ly. Chiều dài phần mũi nó là 15 cm. Đây, mũi 15 cm. Dạ, 24 cm. Dạ, hai cây làm chân nữa. Okay. Mã 5 180 ạ. À, đây mã 6 á. Mã 6 là cái chuôi tua vít tự động. À, cái này là Sunflat Japan. Cây này thì trong nó có bánh cóc á. Bây giờ bạn tự động. Để nó có 3 nấc, một nấc khóa và hai nấc kia là hai chiều. À, về giữa nó khóa, khóa cứng. Okay. Cái này cái đầu chuôi đây nó là 6.3, cái đầu lục giác phổ thông ấy. Mình ok. Ok. Rồi cây này thì nó dài này 8 cm, chiều dài của nó đây 8 cm. Để mã 6, đây mã 6 là giá là 100. À, đây mã 7 ạ. À, mã 7 là một cây thước góc 45 độ. À, cây thước góc này Xinhua. Xinhua Made in Japan. Okay. Đó, cây này thì cái cạnh ngang đây thì dài dưới đây nó là 11 cm. Đó, 11. Đây nó chéo đây thì nó cây này cạnh này nó 9 cm. Đó, còn cái đế đây là nó dày được bề ngang đây 15 này. 15 ly, còn độ dày đây thì nó là 6 ly. Đấy, 6 ly. Rồi cây mã 7 ạ. Mã 7 này giá là 150. Rồi mã 8. Mã 8 là cây kìm mở lưỡi cưa của Somax. Đây, kìm mở lưỡi cưa Somax. Đó. Cái này trên đây thì nó có các cái vạch này. Có cái số mình điều chỉnh với độ mở nó nhiều thì vặn theo ấy. Rồi vặn xong rồi. Đó, ví dụ đến đây thì vặn xong rồi khóa cứng nó lại. Rồi nó chỉnh các cái chỉnh độ mở lưỡi cưa để cho nó đều nhau, nó mở rộng ra đều nhau. Ok. Ở cái này thì mã 8 ạ. Mã 8 150. Mã 9. Ở mã 9 đây là cây kiềm điện. Rồi, cây này. Ở cái này thì là của Lotte. Logo hình con tôm. Lotte 175 mini. Ở cái mặt này thì nó hơi rỗ một xíu. Đó. Rồi, phần răng còn đấy cắt nó còn ok.
Đó, cái này thì nó dài là 19 cm, dài 19 cm. Ở đây để cắt thử dây điện, để cắt dây điện nhỏ. À, cắt ok. Để cắt dây lớn nữa. Rồi, ok. Đây mã 9 đó. Mã 9 này 140. Ừ. Vỏ thì không có bị rách này. Nốt ở bên ngoài đấy. Mã 10 thì cây kim nguội. 10 cây kim nguội của Fujiya. Fujiya gì? Này Fujiya Japan. Rang và lưỡi cát còn ok. Ở cái chỗ này trắng trắng là mấy cái sơn chứ nó dính vào đấy. Không phải. Trắng trong đây này cái sơn này. Không có gì. Rồi, rang lưỡi cát ok. Rồi, cắt ok. Một. Ok. Rồi chiều dài của nó dài 21 đó. Dài 21 cm, mã 10. Mã 10 150. Ừ. Rồi, mã 11. 11 thì cây kìm mỏ quạ săn cây. Mỏ quạ săn cây. Đó, nó dài 25 cm, 250 mm. Đó, cây này thì đằng sau có cái đầu dẹp. Đó, cây này thì cái miệng nó miệng đồng mà. Đó. Mã 11 ạ. 11 120. Và mã 12, hai cây kìm bấm cốt ạ. Kìm chức năng còn đầy đủ, hoạt động tốt. Cây này thì là của Mặc Veo. Mặc Veo, dấu zip. Các đầu bấm cốt của nó là 1.25, 1.25, 2.5.5 và 8 chấm. Rồi, miệng không có bị sứt mẻ gì hết ạ. Yeah. Ở chiều dài là 26,5 cm. Ở đây mã 12. 12 giá là 230. Ở đây 13, mã 13. Ở 13 là cây kìm cộng lực của này thì Koyama Japan. Cái này thì nó có cái khóa đây. Okay. Nó chiều dài của nó là 21 đó, kìm cộng lực dài 21 cm lưỡi thẳng. Cái này thì em cắt ở cái dây thép V40 gì. Dây này thì nó là 3 ly. À, cắt dây này ok. Ok. Nó cắt dây ba ni này ok.
Đây mã 13. Mã 13 140. 13. Mã 14. 14 là cây mỏ lết 150 mini. 150 mini super. Super ra bàn. Ok. Cái này mã 14 ạ. Cái mã 14 giá 90.000. 15. Mã 15 cái của Sankey 150 mini. 150 mini Sankey ra bàn. Rồi, miệng ok. Đó, cây này mã 15. 15 ra 90.000 Việt Nam. Mã 16. 16 là cây mỏ lết Toyota. Toyota Moto. Cây này thì nó 200 mini. 200 mini mới tin ra bàn. Miệng này còn ok. Không có đơn nữa. Cây này mã 16. Cây 16 100. 17 là cái mỏ lết ngang. 17 mỏ lết ngang 280 mini. Đây, 280 mini của top. Này, top ra ban. Ok. Cái này thì cái miệng này nó mở hết gọn hết ra đây nó là hơn 7 cm, gần 7,5 cm. Rồi, miệng còn ok. Cái này mã 17 ạ. 17. 17 giá là 200. Đây mã 18. Mã 18 là cây kìm bấm Hàn Kakuta. Kìm bấm Kakuta. Cây này thì cái miệng nó có cái rãnh này. Đó, miệng này nó có cái rãnh hình chữ V. Đó, cái này thì mình có thể kẹp được cái ống tròn cái đây, ví dụ cái ống tròn mình kẹp nó giữ được. Ok. Cái này gần như là còn mới mà nữa. Gần như mới chưa dùng luôn. Đây. Dài 25 cm. Còn cái miệng này thì nó mở lớn nhất thì nó kẹp lớn nhất nó được 4,5 cm. Vặn hết răng này. Thì con ốc khóa nó kê đây. Còn mình điều chỉnh thì vặn cái con ốc này. Mã đây mã 18. Mã 18 250. Mã 19 là cây cà lê đuôi chuột. 19 cà lê đuôi chuột của top. Top đầu 17. 17 21.
Ở bên trong đây thì còn đẹp nguyên. Rồi, ok, không có bị rừ nữa. Ở cái này thì cái đuôi nó hơi cong xíu, chiều dài đây là 25 cm. Mã 19 ấy. 19 130. 20. 20 đuôi chuột super này. Cái này hay, cái này đầu là 17 19. Rồi, còn mới luôn. Ở bên trong đây thì cũng còn đẹp nguyên. Ok. Nó dài. Cái này dài 20,5. Đuôi cũng hơi cong. Không có bị rờ nữa. Mã 20 ạ. 20 140. 21. 21 là cây mỏ lết đứng. Cây mỏ lết này nó là MCC. Cây của MCC răng mịn. Cây này thì nó cái răng đây thì răng kẹp nó răng mịn. Okay. Rồi, nó so nhún. Okay. Cái này mình kẹp những cái mà mình sợ chảy xước đó. Vâng. Chảy xước không, những cái ống gỗ, cái gỗ tròn này gì đó, gỗ nhựa tròn đấy, mình sợ chảy xước thì cái răng này dùng răng này. Nó đây là nó dài là 250 250 mm. Đây nó hoạt động gì, cái miệng đây thì nó vào nó mở hoạt động trong cái này từ 1/4 đến 1 inch. Đây như vào hết cỡ đây thì nó tầm 1 cm. Đây nó ghi trên đây là 1 inch, 1/4 đến 1 inch. Cái này thì nó tháo được cái miệng ra luôn. Tháo được cái ngàm này ra. Okay. Vào cỡ đây thì nó tầm 3 cm, hơn 3 cm nữa. Ở đây mã 21, 21 130. 22. 22 là cây mỏ lết bằng nhôm, thân nhôm. Đó, cái thân này nhôm MCC luôn. MCC 250 mini. 250 da bàn. À, cái răng này còn mới thôi. Đây là sò nó. Ok. Rồi, cái này thì cái mã 22 150. Cái miệng nó mở hết ra đây thì tầm gần 4 cm. 22 150. 23. 23 là ba cây đục bê tông, ba cây đục của Mokuba. Đây, Mokuba. Ở cây này thì có một cây nhọn, hai cây dẹp nhỏ. Ba cây kiểu nhỏ nhất nó dài là 14,5, cái này là 16, đến là 18,5, 18 ấy, 18. Mười bốn đây phần lưỡi
Đây có hai cây này thì gần như là còn mới nguyên đấy. Lưỡi còn mới thì chưa dùng luôn. Ok. Cây này thì hơi cũ hơn. Ở cây nhỏ nhất cái thân này nó 10 10 ni. Đây thân 10 ni nhưng lưỡi này 10 ni luôn. Ở cây này thì lưỡi 13. Lưỡi này 14 ni. Cái thân này nó 13 ni. Thân này 11 ni bên đây. Một cây này 16 ly cây nhọn. Ở đây mã 23. 23 120. 24. 24 là một cặp đục nhọn luôn. Cặp này thì hai cây nhọn cả. Đó, hai cây mũi nhọn mới luôn. Rồi. Gần như là chưa dùng luôn. Ok. Rồi, hai cây này thì cái logo của nó đây, thì con lạc đà, Rakuda. Đó, còn tem của nó. Lớn dài 24, nhỏ dài 17. Rồi cái thân này là 16 ly, 16 ly. Thân này 13 ly. Nhà mã 24. 24 140. 25. 25 là cái đục gỗ. Rồi cái này thì cái dấu đây. Nó thép của nó thép hai lớp. Rồi, nhìn trên đây thấy. Rồi. Rồi, lưỡi thì còn rất là dài, lưỡi còn dài này, mới. Rồi, cây này thì cái bản này. Lưỡi đây nó rộng là gần 18 ly. Gần 18 ly. À, cái này thì lưỡi thì nó mẻ xíu ấy, bạn nào lấy về thì mài qua đi. Ok. Mã 25, 25 100. 26 một cây nữa. Rồi, 26 cây này bán rộng. Cây này thì lưỡi 31 ni. Lưỡi còn dài. Okay. Yeah. Cây này thì mã 26 120 26 à, đây dấu nó đây. Rồi, 27. Đây, 27 cái búa Yamaguchi cán sắt. Mấy tin ra bàn Yamaguchi. Yamaguchi. À, cây này thì cán sắt này. Đầu búa đây thì có cái lỗ nhổ đinh luôn. Rồi, cái mặt đáy thì này thì em có mài gọn lại, nó hơi bị tòe rồi mài gọn này. Ok. Đây thì là nó vuông được 21. 21 này. À, một đầu dẹp này. À, cân nặng của nó là 450 gram, 450 gram, mã 27 130. Nó cao đây được 12. 12,5 cm. À, mã 28, 28 là búa cán gỗ, cán cây. Ở cây này thì cái búa của đầu trâu. Búa đầu trâu, búa size lớn luôn. Đây, đây là nó cao là 15. Rồi, cao 15 cm. Lưỡi nhổ đinh. Ok.
Cái này cân nặng của nó là 600 g. 600 g mã 28, 28 150. Rồi mã 29. Mã 29 cũng là búa đầu trâu, đây logo nữa. Rồi, nữ nhiều đinh, cây này thì hai má, nó hai má đồng tiền, có đồng tiền. Đây mặt đóng của nó. Cây này cũng là lưỡi cao luôn, lưỡi size lớn luôn. Đấy, nó cao là 15 cm. Rồi, mã 29. Cân nặng nó là 660 g. Rồi, mà 29 150. 30. 30 cũng búa cán cây luôn. À, cây này giấu nó đây. Ok. Rồi, nơi nhỏ đinh, ok. Đó, cây này thì nó cao là 15,5 cm luôn. Đấy, cái búa sai lớn. Ok. Đây mặt đóng. À, cây này cân nặng 660 g, mã 30. 30 150. Ok. 31 thùng đồ nghề, 31 thì cái thùng nắp bạc. Ở bên trên thì nó chóc sơn này. Có vệ sinh sạch rồi. Đây made in Japan. Trong ok. À, thùng mã 31 đó, nó dài là 32 này, rộng 12,5 và cao là 8,5 cm. Cân nặng của nó là 920 g. À, 31 là 150. Ở mã 32. 32 thùng Tojo. Bên này thì chóc sơn. Trong còn đâu kia mấy tin ra bài. Ok, này thì thông đồ này mã 32, thông số đây nó dài 36, 36 rộng 15 và nó cao là cái đỉnh cao của nó là 10,5 cm, cân nặng ký 2. Rồi, mã 32 là 109 á. 32 109. Đấy, xin được kết thúc ở đây ạ. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.